bột của em là nhiều khi là không bỏ đường nhiều như người ta. Dạ. Bỏ rất là ít, ví dụ như ở Việt Nam mình là khoảng 2 kg bột khô là người ta bỏ tới 3-4 lạng đường, thì ở đây tầm khoảng 50 gram hoặc trời tới 1 lạng thôi. Dạ. Là không có bỏ đường nhiều, với lại cho men mà là em ủ tự nhiên. Dạ đúng rồi. Cái tịch. Cái bánh nó to liền đây, chỉ mới có lớp 1 thôi đó. Một lát nữa là lên là nó còn to nữa. Cái em chỉ cái bánh nè, không có bị xì, một vết xì nào hết. Nó không có xì, nó không có cần phải vá bánh vá đồ như ở Việt Nam á, những cái bột à. Cái đó người ta gọi là kích quả chuối. À. Nhưng mà đây em không cần. Wow. Đó anh nhìn thấy này không? Cái gãy tự nhiên luôn, cái bật từ từ nó phồng lên nè. À đúng rồi nè. Đó. Em không cần ở đó, em không cần kích chuối. Tại vì cái bột này em ủ kỹ lắm. Là thì một ngày như vậy là khoảng gần 400 á. Wow, cũng gần 400 cái á. Thì chị kêu em là dạy cho chị một khóa, chị xuống tới nơi chị học. Kêu là bây giờ con của chị là bị bệnh tim bệnh gì á. Em lấy như là em gọc hồn hết tất cả luôn, chị lấy có 1 triệu. Em không nói gian không, em giống lấy như mình trừ cho vui thôi đó. Ở nhà bỏ bán rất là được luôn. Xong rồi sau này em thấy vậy, em thấy cũng lâu rồi thì em có nhắn tin em hỏi tiền. Thì chị mới nói em một câu em rất là buồn. Coi như 300 ngàn đó mua công thức bánh chuối Campuchia. Lương Gia Huy. Đó, cả chở vợ luôn nha. Wow. Cứ 2-3 ngày là bắt đầu ghé lại lấy bánh ăn. Mà không mua ở đâu hết, chị mua đúng một tiền của em thôi. Hay dạ. Bò mời quý cô bác anh chị dùng chuối chiên của chị May Campuchia nha. Chị May làm chuối chiên rất là ngon luôn quý cô bác anh chị ơi. Châu và bò mời quý cô bác anh chị cùng với bọn mình đi đến quán để gặp chị May xem coi chị làm ra cái trái chuối này như thế nào mà ngon đến như vậy nha. Mời quý cô bác anh chị nha. Dạ tụi em chào chị ạ. Chào anh. Tụi em là kênh Châu Bò Review. Dạ. Kênh của tụi em chuyên đi khắp mọi nơi luôn. Tại ở đâu mà có quán ăn truyền thống, đặc biệt là món chuối chiên nè, mọi người đang rất là quan tâm, thì cũng xin phép chủ quán được có cơ hội là quay lại để giới thiệu cho mọi người. Thì cái thương hiệu của mình thấy là hình như là chuối chiên Campuchia. Dạ đúng rồi. Một cái hương vị gọi là mới lạ, giống như một cái làn gió mới vào trong cái ẩm thực ở Việt Nam vậy. Dạ. Thì xin phép được chủ quán là chị nè cho quay lại để giới thiệu cho mọi người nha. Dạ dạ rồi. Vậy thì vậy nè, thường thường á cái nước nào thì cũng phải có câu chào của nước đó. Vậy thì chị chủ quán cho xin một câu chào bằng tiếng Campuchia đi. Dạ, em xin chào mọi người bằng một tiếng Campuchia, đó là Susaday Sasok Bay Khoi Nhum Chumot Mai. Thì dịch ra nghĩa là xin chào bạn có khỏe không? Tôi tên là May. Rồi, chị vậy là biết là chào chị May nha. Dạ. Rồi, chào chị May chứ chiên Campuchia nè. Mình bán ở đây là ở đâu để mọi người có thể lại ủng hộ ạ? Em bán ở đây là nhà không số, tổ 14, ấp 4, đường Bùi Công Trần, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Wow. Dạ. Vậy mình bán ở đây mình phục vụ khách là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Em bán sớm lắm, là tầm khoảng 5 giờ sáng là em dậy rồi. Trời. Em bán cho công nhân là em bán tới khoảng từ 5 tới 6 giờ chiều là bắt đầu em nghỉ. Dạ. Phải sớm như vậy chắc là để mình chiên cho đủ chuối bán kịp giờ sáng công nhân. Dạ đúng rồi. Sáng công nhân đông lắm. Nên là phải chiên trước một tủ như vậy đó. Chiên đầy đó phần tủ luôn. Dạ. Nhiều khi dậy trễ là coi như không bán được nữa. Vậy thì nhân dịp này hữu duyên vậy nè, kênh Châu Bò cũng xin phép là được chị May làm một trái chuối chiên Campuchia từ đầu tới cuối luôn. Dạ. Cho mọi người xem rồi mình tâm sự với nhau trong cái lúc mà mình cho mọi người thấy là mình chiên chuối chiên như thế nào nha. Dạ dạ rồi. Dạ nó phải có hương vị khác á. Thứ nhất là công thức nó cũng khác, mà chuối thì muốn ngon cũng phải đem đi ủ. Để em lấy thử một trái chuối ủ ra cho mình coi ha. Trời tới đây là phải nói là thơm mùi chuối quá trời luôn. Chỉ có một cái kệ luôn, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, mà để rất là ngăn nắp sạch sẽ nha. Nhìn vô là đã thấy thèm rồi, ập lên là mùi chuối nữa. Mà cái chuối này là chín như vậy là chưa được nữa hả? Dạ, như là nó phải chín đen như thế này là bắt đầu em chiên. Chứ còn là như thế này là không có chiên được. Nó phải chín tới như vậy đó, xong bắt đầu là đem vô ủ tủ lạnh là phải đèn như thế này nè. Như thế này mới được hả? Đúng rồi. Ủ như thế này nó sẽ tươm mật ra. À. Tại vì cái bột của em là nhiều khi là không bỏ đường nhiều như người ta. Dạ. Bỏ rất là ít, ví dụ như ở Việt Nam mình là khoảng 2 kg bột khô là người ta bỏ tới 3-4 lạng đường, thì ở đây tầm khoảng 50 gram hoặc trời tới 1 lạng thôi. Dạ.
là không có bỏ đường nhiều. Với lại trước đó thì em làm bột này em không có cho bột nổi, tuyệt đối là không cho bột nổi, không cho men, mà là em ủ tự nhiên. Dạ đúng rồi. Cái tự nhiên nó làm nó nổi cái bột lên. Dạ đúng rồi. Còn bánh là em không có bỏ màu, bỏ hương vị gì hết, là nó cứ như thế này thôi. Hình như là cái hương vị của bên Campuchia đó, người ta muốn làm cái gì đó là tự nhiên, đều là lên men cũng tự nhiên. Dạ đúng cái rồi. Cái vị ngọt người ta cũng không muốn là cái vị ngọt của đường bỏ vô, mà dạ, phải là từ rồi. Cái trái chuối chiên, dạ. À, từ cái chuối sống mà nó chín thiệt là chín. Dạ đúng rồi đó. Thì như chuối Việt Nam của mình mà chín đen như thế này nè, là không có chiên được. Đúng rồi. Thứ nhất là bị ngấm dầu, bị xì, là cái bánh chuối nó bị khét á, là không có chiên được. Nhưng mà riêng công thức ở đây là phải như thế này thì nó lại chiên được, thì lại chiên như được. Như đó là thấy cái khác biệt hoàn toàn rồi đó. Dạ đúng giống rồi. Nó trái ngược con nhau, trái ngược hoàn toàn luôn vậy đó. Với lại khi mà anh ăn cái chuối á, nó có ba hương vị khác nhau. Wow. Tại vì em chiên tới ba lớp bột, khi mà anh cắn vô là anh sẽ nghe cái lớp bột đầu tiên, xong bắt đầu nó mới vô cái lớp chuối, mà cái chuối nó ngọt lắm. Hay nó vậy. Ngọt thanh nó chứ không phải là kiểu nó ngọt mà anh bỏ đường hoặc là anh bỏ cái gì vô đâu. Tôi nghe thèm quá vậy. Dạ. Đặc biệt là như vậy. À, lớp như vậy giống như người ta xức nước hoa lắm ha. Cái nước hoa nó cũng có ba lớp, cái lớp đầu rồi xong rồi tới một cái vị khác, và cuối cùng là ở trong nữa lại là cái hương vị chính lại khác nữa. Dạ. Ăn nó nhiều cái bất ngờ cũng. Cái này là em phải mang bao tay mà. Nó mới xong rồi mang thêm một đôi kia nữa. Trời kỳ quá vậy. Dạ. Là làm tay không đây, tại vì có nhiều người họ đi ngang qua họ sợ. Nên mình phải kỹ một tí. Mình làm như vậy để cho người mua, người ta nhìn thấy người ta an tâm. Dạ đúng rồi. Chuối ở đây em nhập cũng hay là chuối của miền Tây. Dạ. Là chuối xin đen. À. Còn hôm nào không có thì mình lấy chuối xin trắng cũng được, nhưng mà tuyệt đối là không sử dụng bằng chuối miền Đông. Dạ. Tại vì cái chuối miền Đông là cái chuối nó sẽ bị chua. Dạ. Nó bị chua, với lại chuối miền Đông mà cỡ như thế này thì mình sẽ không có chiên được. Nó bị chát á. Đây là cái chuối em ủ ra đây nè. À, ủ để trong tủ lạnh ra. Đúng rồi. Đó, những cái dập như thế này là em sẽ cắt em bỏ. Dạ. Ép là ép nguyên một trái như thế này. Ở đây mình thì công thức của Việt Nam nhiều khi như thế này, chiên rất là ngấm dầu, mà độ giòn lại không để được lâu. Còn riêng cái này là nó càng mùi, càng ủ tủ lạnh lâu thì lại ngon. Một trái chuối chiên là từ nguyên một trái chuối mà đã ủ chuẩn bị kỹ ra luôn. Đúng rồi, đó là em ép dài như thế này. Cái mùi thơm của nó cũng hơi khác nữa. Dạ, rất đúng là rồi. Wow. Sao anh cầm lên là nó không có bị rớt xuống. Sao hay vậy? Cái chuối nhìn thấy rất là chín, chín rụt luôn vậy đó. Nhưng mà lúc mà lại cầm lên lại cảm thấy cái độ dẻo ở trong cái thịt chuối hay quá ha. Dạ. Có nhiều chị ở đây đi ủ như em cũng chiên nhưng mà sẽ không chiên được vì rất là ngấm dầu. Wow. Rồi cái độ giòn nó không có được lâu, tại vì hai công thức hoàn toàn khác nhau. À. Rồi cái này thì cũng chia sẻ thiệt, nó cũng đưa đẩy với lại cũng có cái duyên. À. Ủa mà sao nè, mình quê ở đâu vậy chị Mây? Em ở Nha Trang. Ở Nha Trang hả? Ủa mình là Nha Trang, là người Việt Nam, cái lý do nào, cái cơ hội nào mà làm cho mình biết được và làm được cái món chuối chiên của Cam vậy? Giờ biết nói làm sao đây. Số phận nó cũng đưa đẩy á anh. Vậy hả? Số phận đưa đẩy hả? Dạ, số phận nó cũng đưa đẩy với lại cũng có cái duyên. Dạ, nhân cái duyên nào vậy? Cũng có một cái thời gian em cũng đi qua bên đó rồi. Nó không có giống cái bánh ở Việt Nam mình. Thứ nhất là không hề ngấm dầu. À. Tuyệt đối luôn, cả trời mưa hoặc là trời nắng nó cũng không có ngấm dầu. Và có khách lại mua rồi, mấy cái em. Hai ghế chơi rồi. Thôi mua đi. Có màn ghế chơi không mua á. Cái này khách quen đúng không? Khách tủ nè. Chú chiên chỉ còn có hai cái thôi. Làm chiên được nữa. Bây giờ chị bắt đầu chiên này, chờ dầu sôi là chị chiên, nhưng mà chờ lâu á, tầm khoảng 15 phút mới có bánh. Còn hai cái. Dạ dạ. Bánh tiêu nhiêu cái? Bánh tiêu 4.000. Lấy hết nhiều bánh tiêu này luôn. Bánh tiêu bánh bao luôn. Ok. Có bộ khách quen ủng hộ tin tưởng mình quá ha. Qua cái là coi như sạch hết bánh ở trong tủ kiến cái luôn. Cái này là 16 50 hết. Ví dụ được luôn, 50 tròn cũng được nữa. Khách đây vui lắm anh ơi. Đây, cảm ơn. Khỏi nói.
cảm ơn nha. Các quen mà còn khách còn dễ thương nữa. Dạ. Thì nói cái hương vị ở bên đó, là lúc mà mới ăn thì em cũng chưa có học đâu, mà tới sau này mới học. Thì qua cũng năn nỉ cổ dữ lắm, cổ mới dạy. Chứ cái này là công thức gia truyền, chứ cổ không có chỉ ai hết á. Giống như mình có cái duyên với lại chắc là cổ thấy mình thật tâm với lại cố gắng năng lực. Thấy lì là, quá. Lì quá hả? Dạ, lì quá, nhắn tin nói miết, hỏi hoài, ngày nào cũng gọi điện và hỏi chỉ. Lì lắm, lì khi nào mà học được rồi thôi mà. Thì cái gì cũng vậy, ví dụ như mà mình trân trọng người ta đó, thì cái tình nào lúc nào kìa là từ từ người ta cũng sẽ mũi lòng, người ta trân trọng lại cái tấm lòng của mình, đúng không? Dạ, là anh coi cái bột của nó nè. À, cái bột sao vậy? Bỏ xuống cái là cái bánh nó nở liền. Mà em không sử dụng bột nở nha. Là cái bánh nó to liền đây, chỉ mới có lớp 1 thôi đó. Wow. Một lát nữa là lên là nó còn to nữa. Cái bánh nó nở lên là cái bột nó làm cho cái hình cái bánh nó to ra đó, phải không? Dạ, đúng rồi. Thì cái bột này là em ủ tự nhiên 100%, không có bỏ miếng nở miếng đồi, có bỏ màu quá rồi gì hết. Cứ ép 3 trái, xong rồi mình chiên 3 trái rồi lại tiếp tục như vậy nữa. Ở đây có một điều nữa là không có được ngâm chuối vô trong bột. Có nhiều chỗ là cứ làm sẵn một lần 6-7 cái một lọt vậy nè, mới thảy vô một lần, nhưng mà tại vì bỏ vô nó sẽ ra nước đó. Chị phải nói ở đây nè, trái chuối chiên mà cái hương vị đúng của Campuchia xuất phát từ coi như mình học là ngay gốc, ở chính gốc ở bên nước cam luôn. Hồi trước thì em có dạy hai học viên là Tâm Đắc, một chị là ở là người Khmer, là người đơn thân, là một chị đó là em có truyền lại hết luôn. Với lại một anh kia nữa, mà anh kia thì học chưa ra nghề. Vẫn còn đang trong quá trình học. Dạ đúng rồi. Cái này nó học khó không, mà tới học một khoảng thời gian rồi mà chưa ra nghề vậy? Chưa có rồi chị ơi, xí nữa khoảng 10 phút quay lại được không? Em chiên chưa kịp rồi. Trời, nhóc dễ thương thấy ghét quá trời kìa. Ở đây cũng có nhiều tiệm lắm đó chứ. Bỏ ra thì người ta cũng ăn thử, nhưng mà ăn rồi là thôi, người ta lại không quay lại. Người ta cũng phải quần về mình. Hồi trước em cũng bị mấy lần bị ăn cắp thương hiệu. Cũng bị vậy đó, nhưng mà thôi, bỏ. Cái nào mà đúng với lại cái ý nghĩa thật sự, nó đúng với lại cái giá trị thật sự là luôn luôn là được công nhận nhiều hơn. Dạ đúng rồi. Mình tự tin vô điều đó đúng không? Cái công thức này á, không phải là anh muốn ủ là được. Anh biết được là phải bỏ cái đó bao nhiêu lạng. Nhưng mà riêng cái công thức này không bao giờ được. Nó chỉ cần xê xích nhau một xíu thôi là nó cái vị nó khác liền à. Dạ đúng rồi, có nghĩa là anh đông bột hoặc là anh làm bất cứ cái gì nó cũng phải đúng từng... Dạ đúng rồi, đúng nó từng gam một á. Mà đã vậy lúc mà mình làm cái này nè, thấy hình mỗi lần mình pha là cái số lượng nhiều, thì cái mức độ chính xác của nó là mỗi lần còn càng cao nữa. Dạ đúng rồi, công thức là một nhưng mà kinh nghiệm là 10 đó anh. Là kinh nghiệm là mình còn phải xem cái nước bột như thế nào, rồi trái chuối như thế nào mới vừa, rồi chảo dầu lửa này kia nữa. Dạ đúng rồi đó. Tại vì nếu như mà chiên mà dầu chưa tới anh thảy vô là không bao giờ anh chiên được. Cái này thấy mình chiên á là để vô rồi xong rồi để ráo dầu rồi lại chiên. Tổng cộng là bao nhiêu lớp vậy? Dạ, 3 lớp. 3 lớp. Đây là em chiên 3 lớp. 3 lớp như vậy, nhúng dầu 3 lần thì cái thời gian để mình ra một mẻ chuối là bao lâu? Khoảng 15-20 phút. Wow, 15-20 phút. Một mẻ như vậy là mình được, ủa thế giờ mình thêm một lần nữa là coi như là được 6 trái nè. Dạ đúng không, cái này là em chiên mẻ 5 trái thôi, tại vì bột bữa nay trời không có nắng á. Là bột nó sẽ bị co lại và nó nở cái bánh ra. Trời ơi, cái gì mà chiên chuối mà còn phải canh vô thời tiết để chiên nữa hả? Dạ đúng rồi nha anh. Tại vì bột pha là tùy theo thời tiết, trời nắng là bột nó sẽ khác, mà trời mưa là bột nó sẽ khác. Trời càng mưa càng lạnh bột sẽ càng co lại. Nhưng mà khi co lại thì bánh của mình sẽ nở ra to hơn. Nó cũng giống như là chuối càng chín mềm á thì là nó có cái độ lạnh anh ủ chỏng rồi. Thì nó sẽ càng cái bánh nó càng nở phồng. Còn hôm nào mà không kịp ủ mà lấy chuối tươi như kia là bánh nó sẽ co lại có chút xíu thôi. Là coi như là mình không chịu chiên vậy đâu ha. Dạ đúng rồi, không nếu như mà vậy thì thầy em nghĩ chứ em không chiên. Tại vì là ở đây là người ta ăn cái vị của em như vậy nó đã quen rồi. Bởi vậy để ra một cái mẻ chuối chiên của chính gốc của Campuchia thấy giống như thiên thời địa lợi nhân hòa lắm mới ra được. Anh thấy em chiên cái bánh nè, không có bị xì, một vết xì nào hết.
nó xì nè, nó không có xì, nó không có cần phải vá bánh vá đồ như ở Việt Nam á. Anh nhìn cái bột mà, với lại cái bột nó trắng muốt nè, giống như là trong bột không có cái chất liệu tạo màu gì hết. Dạ, luôn vậy đó. Rồi một chút nữa anh coi nó đổi màu. Sao nước thứ nhất, nước thứ hai ấy, thì trắng tinh nè, trắng trắng là tại là trắng trắng như thỏ luôn vậy đó, nhưng mà lại nước thứ ba cái bắt đầu có thể đổi. Dạ, hay quá ha. Ở Việt Nam hay có cái kiểu chi như thế này, có nghĩa là vớt từ đây ra là nhúng hẳn vô đây luôn. Dạ, còn cái bánh này là không nha, phải đợi khoảng vài giây cho nó nguội đi thì anh mới được nhúng vô bột. Wow. Tại vì nếu như anh nhúng như bánh của Việt Nam là nó sẽ bị chín, nó chín bột á. Đây, đây là hủ tiêu nhưng mà chế tạo thành hồi nãy giỡn lên giới thiệu hủ tiêu thấy thấy bất ngờ sợ ghê á, tưởng rắc tiêu vô trong chiếc chiên. Đó, hồi trước thì em tha hẳn vô đây luôn. À, nhưng mà nhiều người góp ý là có nghĩa là em rắc như thế này bánh nó sẽ đẹp hơn. À, tiếp thu tức là mình sẽ có những cái mình phát triển thêm. Dạ, cái lúc mình làm cho nó ngon hơn. Nha, anh coi một lát nữa chứ cái bánh là bánh to nó phồng dữ lắm, cũng không cần phải vá bột vá đồ gì hết á, nó cũng không có dính được với nhau á, nó cứ vậy thôi. Xí rồi mình tách nó ra, cái lúc nào mình cũng phải vớt cái bột dư đó ra hả? Dạ đúng rồi, vớt, tại vì nếu như cái bột dư này nó khét á. Ừ, thì bánh sẽ khét theo. À, nó hay cái đó đó. Rồi cái chiên như vậy nè, chuối chiên gốc Campuchia, rồi cái dầu á có phải là dầu gốc Campuchia không hay là dầu Việt Nam ta? Dầu Việt Nam nha. À, thôi quay trở lại dùng dầu Việt Nam. Có ngại chia sẻ cho mọi người cái dầu gì không vậy? Em trước thì em sử dụng dầu Minh Hê. À, nhưng mà chồng đi hoài không có đi mua được nên mua đỡ cái canh này. Giới thiệu cho mọi người luôn cái dạng dầu mình sử dụng được không? Tại hiện nay bữa nay là chị sử dụng dầu Happy Cookie nè các bạn. Cái dầu rất là trong luôn, nên là ăn mà dạng dầu này là an toàn nha. Yên tâm nha mọi người. Ở đây em không có mua dầu sử dụng lại của các nhà hàng đâu. Tại vì bánh này em bán cho có nhiều người họ ăn chay á. Rồi mua sử dụng lại của nhà hàng là tội nghiệp người ta, mình không làm được. Wow, có cái dạng mà dầu mà sử dụng lại của nhà hàng đó hả chị? Đúng rồi chị, đúng rồi, dầu lẻ á. Một căn nó rất là rẻ. Là cái dầu đó là của nhà hàng, nó nấu nướng xong rồi nó lọc ra ngoài, nó bán rẻ này cho mình, nhưng mà em không sử dụng dầu đó. Có nhiều người thì họ sẽ sử dụng dầu đó. Thì chắc là những cái dầu khi mà người ta xài lại nó khô đặc rồi, nên là thường thường nó sẽ rất là gắt, gắt dạ, cái cổ đúng lắm. Rồi, nhưng mà tiết kiệm thì họ sẽ mua dầu đó, còn đây em không nha. Thôi mình cứ là dầu như vậy đi, người ta ăn người ta thấy ngon người ta quay lại, cái đó nó còn quý hơn nhiều đúng không? Nè anh thấy cái bánh nó phồng không? À, nè, không. Đó, đã nó chưa? Nó phồng lên rồi nè. Nó không có xì, không có bất cứ một cái gì hết. Thấy mấy cô chú chiên đồ gì á, lâu lâu á cái thấy người ta hay cầm cái kẹp nè, cái người ta ép hai bên lại để cho phồng lên. Cái đó người ta gọi là kích quả chuối. À, nhưng mà đây em không cần. Wow. Nè anh nhìn đây này không? Cái để tự nhiên luôn, cái vật từ từ nó phồng lên nè. À, đúng rồi nè. Đó. Em không cần ở đó, em không cần kích chuối. Tại vì cái bột này em ủ kỹ lắm. Ừ. Là em làm bột xong á là em sẽ ủ ở ngoài là 2 tiếng. Là ủ lạnh, nhiệt độ lạnh á. Xong rồi là bắt đầu là em phải bỏ trong tủ lạnh, em ủ qua đêm nữa. Wow. Cái việc ủ với lại cái việc mà canh nhiệt độ và nóng lạnh á, thấy nó cực kỳ quan trọng trong cái làm cái chuối chiên này á, dạ đúng rồi. Rồi, tâm sự chút xíu đi. Cái lúc mà mình qua bên Campuchia đó, rồi mình ở bên bển bao lâu rồi mình mới năn nỉ được hả? Chắc cũng gần tháng đó anh. Wow. Gần tháng rồi bắt đầu là cô rồi bắt đầu về lại Việt Nam. Xong rồi về lại Việt Nam thì em vẫn chưa có học đâu. Ừ. Rồi em cũng bôn ba nghề này nghề kia á. Sau mãi sau này là làm cái gì cũng không được, là quyết định thì cũng có chị kia, chị cũng kêu thôi giờ mày bán chuối thì mày chiên chuối đi. Lúc đầu thì em cũng lấy bột lại của người ta, nhưng mà bột của người ta thì nó vui thì nó cho mình bán được, mà nó buồn thì bột cứng như đá thì không bán được. Trời. Xong bắt đầu là mới ngồi suy nghĩ, rồi bắt đầu là mới nhớ tới cái cô đó, thì vẫn còn giữ lại số điện thoại để liên lạc luôn. Bắt đầu bà gọi rồi nhắn tin, lúc đầu nhắn tin rồi cũng không có chịu đâu, tại vì cái nghề đó là cái nghề chân truyền của người ta, nghề gia truyền mà. Tại nó sau này cô thấy lì quá là cô mới truyền lại cho. Thì cô truyền lại, lúc mà cô truyền thì cô cũng tâm sự là nhà cô không có đứa con dâu, nhưng mà từ cái chị đó chị không có chịu làm cái nghề này, nên là cô sợ bị mất bí quyết, mất nghề. Thì cô mới kêu vậy thôi, giờ để tao truyền lại cho mày. Thì bắt đầu là lúc đầu thì
cô cho học chuối trước, là phải phân biệt được chuối miền nào ở đâu. Ừ. Là khi mà học được rồi á, là bắt đầu là cô sẽ cho mình cảm nhận bột, rồi bắt đầu mới cho ép cái chuối, mới cho chiên. Rồi đó, cái cô đó của chị mình thấy tận tình ghê ha. Ờ, chị mà có học được đâu. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì em cái thời gian đầu là đúng ở bên đó, lăn lộn ở bên đó. Nhưng mà tới khi về lại Việt Nam rồi là coi như trả bà trả vợ hết cho cô rồi. Rồi sao giờ làm được hay vậy? Học kêu cô gọi video card. À. Xong rồi chiên cái bánh chuối xấu lắm. Xấu mà cái chị kia chị tới chị mua xong mà chị nói giờ đã không mua nữa luôn. Tại vì nó xấu quá người ta không mua. Bắt đầu lại điện qua tiếp. Thì nó chỉ có một cái vế thôi. Anh ép cái chuối thẳng, cái chuối đẹp, anh chiên nó sẽ đẹp. Còn hồi xưa em ép là không có biết cuộn cái chuối. Nó cống như vậy nè. Bắt đầu là dùng cái xẻng, chứ không có dùng cái này nha, chưa có suy nghĩ ra được cái này. Dùng cái xẻng người ta xào cơm á. Gắp cái bánh chuối lên là nó cong vậy. Cái con rắn sao là nó vậy đó. Xong rồi lên, cũng lên trên YouTube tìm hiểu. Thì người ta lại chỉ là sử dụng bằng cái miếng gì mà bỏ vô miếng thiết đó anh. Rồi là miếng khuôn á. Dạ, cũng mua về, cũng làm. Nhưng mà kiểu giống như nó, cái bột này nó không có giống bột Việt Nam á. Cái lớp trên có bột, lớp dưới nó không có bột. Cái bắt đầu cái bánh bên nhiều bột, bên ít bột. Bắt đầu thấy người ta cũng suy nghĩ tới cầm cái quạt như này nè, thôi mình cũng bắt trước rồi làm vậy mà được. Vậy mà nó hợp đúng vậy không? Vậy mà nó hợp. Hay á. Tại vì cái bột nó rất là đều. Có đều lắm luôn. Nè, cái lúc mà lên tham khảo đồ gì á, có coi kinh cho bò review nhiều không vậy? Ờ có. Hình như là cái đầu tiên em coi cái kênh của anh là ở đâu, Thủ Đức hả? Cái bánh gì mà cái cô gì mà ép dài dài á. À chú chiên khổng lồ á. À đó đó, em nói ủa sao mà ép được hay vậy ta. Mà ở tới sau này khi mà học cái nghề này rồi mới biết, à biết cách là ép cái chuối dài như vậy rồi. Nhưng mà chiên cực lắm, mà cũng công nhận cô là số 1. Đúng rồi. Em không chiên được vậy. Thấy lúc cô đó chỗ chiên cũng ngồi lâu ơi là lâu luôn, tỉ mỉ từng chút một mới ra được cái trái chuối khổng lồ vậy đó. Tức em... là nhiều loại quá ha. Đúng rồi, cái chuối đó phải ép 2 miếng, 3 miếng vô với nhau bắt đầu sắp nối lại. À. Nhưng mà chiên cực lắm, không không chiên được, chiên cực lắm. Em không chiên được đâu. À. Có nghĩa là từ 5 giờ tới khoảng 9 giờ sáng là em bán rất là được. Là coi như là chiên liên tục luôn, cái bếp không có nghỉ. À. Là xong rồi là bắt đầu là từ 3 giờ rưỡi chiều là đổ tới 6 giờ, nhiều khi tới 7 giờ người ta đặt mua 10 cái, 20 cái thì mình cũng phải chiên cho người ta nữa. À. Cái quán của mình á là bao lâu thì là người ta mới làm quen được với là hương vị chuối chiên Campuchia và người ta mình bán được như thế này? Hồi trước á thì em bán trên đường Lê Văn Khương á. À. Thì bán cũng khoảng một thời gian gần một năm cũng quen rồi. Rồi sau rồi em chuyển về đây. Lúc mà người ta ăn là chê nha. Tại vì chưa có ăn là nhìn cái màu bánh là người ta chê rồi. Tại vì bánh Việt Nam đa số sẽ bỏ màu. Bỏ màu nghệ hoặc là tự thắng caramel. Hấp dẫn á, chạy tạo ra cái sự hấp dẫn. Đúng rồi, nhưng mà riêng cái này anh bỏ màu anh không chiên được. Nó bị mất cái hương vị đi. Wow. Một lát nữa cái bánh này nó đổi màu là nó sẽ ra màu nâu sậm, chứ nó không có vàng như bánh bỏ màu ở Việt Nam. Em chưng cái bánh lên đi ngang qua nhìn, đi lại nhìn. Xong rồi sao mày chiên bánh cháy đen vậy, nó đang ngét rồi sao ăn. Xong bắt đầu mình lại phải giải thích. Đó. Thế cái thời gian đầu bán cũng khó lắm. Trời ơi, kiên nhẫn quá hả? Rồi bây giờ bán đến bây giờ là được chưa? Dạ ổn á. Ổn là ngày được nhiêu trái vậy? Tùy theo hôm. Thì như mấy hôm nay mà trời mưa to quá thì sẽ hơi ế. Còn bình thường mà trời giống vậy nè là tầm khoảng 200, hơn 200. 200 ngoài á. Dạ. Em còn chiên bánh tiêu, bánh bao thêm. À. Thì một ngày như vậy là khoảng được hơn 100 cái bánh bao bánh tiêu nè. 100 cái bánh bao với lại cái 200 cái này là tổng cộng thôi, tổng cộng khoảng là 300 á. Dạ đúng rồi. Nói chung cộng lại hết luôn là tới gần 400 á. Wow. Là cộng cả bánh bao bánh tiêu vậy? Với cái này luôn. Ờ. Là cũng gần 400 cái á. Sẵn tiện và giới thiệu giá cả cho mọi người luôn đi. Nãy giờ nè, cái chuối chiên mình giới thiệu đầu tiên giá cả sao vậy nè? Cái chuối chiên là em bán 7.000 một cái. Đa cái là em bán 20.000. Còn bánh tiêu là em học theo cái kiểu bánh tiêu của người Tiều á, của người Trung Hoa mà gốc luôn. Nên cái bánh tiêu nó rất là mềm, xíu nữa em làm em chiên cho ăn. Hay vậy. Nó mềm lắm. Ở trong nó đặc ruột cho nó không có rỗng ruột. Cái bánh tiêu á thì em học của một đứa em ở trên nhóm á. Lúc đầu thì cũng có cái duyên thôi. Lúc đầu thì học đồ dày dày đó. Thì em nó cũng không có chỉ hết đâu.
cái sau là thấy em cũng kiểu như là cũng thiệt tình á, tưởng lì đó chứ không có, có giới thiệu nha, kêu trời ơi chị chiên chú chiên là có trên review châu bò luôn á, xong cái rồi là em đó cũng cũng lên coi coi xong rồi chị em cũng muốn chiên chuối giống chị nữa, thôi giờ chị chỉ em đi. Thì em chỉ cho chị bánh tiêu thì hai chị em trao đổi qua trao đổi lại thì không có mất phí. Đó là bắt đầu là học. Sau cái thấy em cũng chỉ cũng nhiệt tình. Là anh đó anh làm cái gì đó thì anh cũng chỉ là nhiệt tình. À đó. Thì là thông qua cái đó cái duyên cái mình trao đổi qua trao lại cái đó mình mới có thêm cái bánh tiêu chân truyền ở đây nữa. Đó. Bánh tiêu mềm lắm nha. Chúc em làm cho anh coi. Cái bánh tiêu khó nhất là cái mềm với cái xốp đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh cái bánh tiêu của học của lại của cái em đó là anh chiên từ sáng mà anh để tới chiều nó vẫn mềm. Nó vẫn xốp nhưng mà cái vỏ ngoài của lớp áo nó hơi dai một tí thôi. Nó rất là ngon. Mà ở đây thì lại không có. Tại cái bánh tiêu của em đó chị á là ở trong nó có sữa nữa. À bánh tiêu sữa. Dạ đúng rồi, có sữa. Nó béo béo á. Hoàn toàn làm bằng sữa, không có pha bằng nước lọc. Hay gì trời, pha bằng sữa luôn. Sữa luôn. Nhưng mà vậy thì nếu mà sữa nhiều quá thì cái giá như thế nào? Em bán có 4.000 à. Ủa vậy sao tự nhiên thấy sữa và bán 4.000 rồi sao lợi? Tại vì mình bán số lượng đông mình lợi ít. Thì mình bán số lượng nhiều thì cũng bằng người ta bán mắc. Ở đây người ta bán 5.000 cái em 4.000 thôi. Em 4.000 thôi. Cái cách kinh doanh đó đúng không? Dạ. Cái này là nó chưa có đủ nè. Cái màu nó còn non á. Ở khi nào cái màu nó chuyển qua màu sậm thì nó mới đúng. Còn như cái màu này là dớt ra nó bị dai. Chứ nó không có bị giòn. Cái bánh này nó tự đổi màu như vậy, anh không thể nào anh để vàng được như vậy. Vàng như vậy lơ dớt ra nó sẽ bị dai không ăn được. Ờ mà mình làm bánh chuối mà theo truyền thống Việt Nam á hình như là dầu càng nóng thì là người ta lại làm cái bánh chuối nó càng đẹp. Còn trong khi hình như cái này nè, dầu của chị May á để hình như là cứ lửa không có lớn lắm. Dạ, nó cứ vậy thôi. Thì nhiều người sử dụng chiên bánh Việt Nam sử dụng mình bếp công nghiệp. Thì lửa nó tỏ ra nhiều. Nhưng mà sợ là nhiều khi canh không được á thì nó sẽ bị cháy. Còn bánh của em là không có sử dụng bếp công nghiệp. Em sử dụng bếp ga. Nhưng mà mình để cái nước cuối của bộ mình để lâu ha, để lửa riêu và để thiệt là lâu để cho nó lên màu á. Đúng rồi, nhưng mà để lửa vừa phải, không được riêu quá sẽ bị ngấm dầu. Bị ngấm dầu với là bị cháy là không có ăn được. Bởi vậy phải chính chủ mới biết được. Rồi thiệt ra là học cái bánh chuối này cái điểm khó nhất á không có phải là bột hay là anh lựa chuối. Lựa chuối là nó chỉ đứng phần thứ nhì thôi. Còn khó nhất là cái khổ lúc chiên đây nè. Tại vì nó chỉ còn quá lửa một tí thôi nó sẽ bị cháy. Mà không đúng lửa của nó là nó sẽ bị mềm với lại bị chai. Nó chai cứng luôn không thể nào ăn được. Nên là chiên cái này là chiên khó nhất. Có cái chị ở Miên á. Là chị đó lúc đầu học là chị không có biết. Chị vặn lửa nhỏ chị chiên. Xong rồi chị nói sao chiên một miếng bánh lâu quá và bị ngấm dầu. Thì em mới nói không, cái bột này 100% không thể nào ngấm dầu được. Không thể nào ngấm dầu được trừ khi là bếp của chị là lửa quá nhỏ và dầu chưa tới chị thải bánh vô. Là sau này là mới phát hiện ra là bánh của chị, bếp của chị cũ rồi. Là em bắt là phải bật lửa to thì to lên. Là bắt đầu mới chiên. Là chị làm theo bánh rất là ngon mà chị bán được lắm nha. Chỉ kêu là khen, ai cũng khen nên chị bán được lắm. Cái vị giống như là một cái vị mới, cái xong rồi người ta ăn người ta thấy cái cảm giác cái nó lạ đúng không? Dạ đúng. Mình rồi là, thì phải lại đó ăn cứ lạ ăn cho nó cuốn vị thôi. Hồi sáng có một chị kia, chị mua ăn thử. Xong rồi chị nhắn tin chị kêu em ơi bánh chuối mà ăn giòn tan trong miệng là ngon quá. là chị ở đây luôn, chị thấy em bán cũng lâu rồi mà chị không có ăn. Mà ở đây em tùy theo người để em lấy tiền. Có nghĩa là học có phí. Nhưng mà người nào mà dạng như là khổ quá, hoặc là mẹ đơn thân nè, hay là kiểu như mấy bác lớn tuổi nữa. Dạ, kiểu như mình nhà mình nghèo mà bây giờ mình không còn khả năng mà để mình đi làm á. Thì em vẫn nhận dạy miễn phí. Hoặc là em sẽ lấy rẻ. Nhận dạy miễn phí thì nó nhận dạy miễn phí thì cũng phải. Tại vì á anh nhận dạy miễn phí, người ta học không có tâm. Thà là anh lấy tiền, nhưng mà anh lấy nhiều anh lấy ít gì không cần biết. Nhưng cái đồng tiền người ta bỏ ra, người ta sẽ học rất là đàng hoàng. Người ta có cái sự trân trọng ở trong đó. Còn dù anh dạy miễn phí á, nhắc tới vậy, em có một cái chị. Em kể ra đây luôn, nhưng mà nếu như mà chị cũng có hay coi trên Châu Bò Review. Chị mà nghe được á,
thông qua truyền tải thông tin đúng không? Thật mà, em chỉ không nói tên thôi. Thì chị kêu em là dạy cho chị một khóa, chị xuống tới nơi chị học. Thì chị mới nói là chị muốn học cả bánh chuối với lại cả bánh bao bánh tiêu. Thì em mới nói là vậy thì xuống ở gia đó. Mà chị kêu là bây giờ con của chị là bị bệnh tim bệnh gì á, mà kiểu như gia đình cũng khó khăn. Thì em bắt đầu em thấy vậy thì em mới nói thôi bây giờ như này, em thấy chị như vậy thôi bây giờ em lấy một ít tiền thôi, coi như em phụ cho chị. Thì chị cứ lên đây chị học đi. Đúng là vậy, thấy là thấy hợp lý lắm rồi đó. Dạ. Câu chuyện này chắc cách đây cũng mới hơn một tháng thôi. Thì có lên đây học, cả hai vợ chồng lên luôn. Wow. Nhưng mà anh biết cái lúc học xong á, em lấy như là em gọc học hết tất cả luôn, chị lấy có 1 triệu. Trời, 1 triệu là em luôn đó. Em không nói gian không, em giống lấy như mình trừ cho vui thôi đó. Chị hết luôn vậy em không biết nói làm sao. Chuyển trước cho em là 500. Đó thì em mới nói thôi 500, còn lại á thì nào có tiền rồi đưa, thì em thấy đang nghèo quá. Em không có nổ nào em lấy tiền. Xong rồi là chỉ học xong rồi em chỉ hết luôn. Nói chung là em không có giấu cái gì hết. Về nhà mở bán rất là được luôn. Xong rồi sau này em thấy vậy, em thấy cũng lâu rồi thì em có nhắn tin em hỏi tiền. Thì chị mới nói em một câu em rất là buồn. Không biết là em có dạy hết hay không, nhưng mà chị về chị chiên không bằng em. Mà trong khi đó nha, em cho chị tự vô bột, tự nhào bột tự chiên. Và em cho chị bánh đó đem về nhà luôn. Là cũng bao nhiêu công thức đó, bao nhiêu cái đó luôn. Dạ. Nghe thấy buồn đó. Rồi đòi em chuyển khoản lại trả lại 300. Em mới nói ủa trả 300 gì? Cái này không phải buồn mới là thấy kỳ á. Xong rồi chị mới nói là chị chơi nha, chị chơi bánh chuối em. Chị nói bánh chuối em nó không có giống bánh chuối miền Tây. Ồ đúng rồi. Em nói ủa, ngay từ đầu là em đã nói chị là bánh của em là bánh của người Campuchia, nó giòn nó xốp, chứ nó không phải là bánh của miền Tây. Nó còn nhưng mà kiếm hơn là bánh miền Tây nữa. Chị lên đây là chị ghi hết công thức luôn. Xong rồi chị còn xin em cái công thức chiên khoai, em cho luôn. Xin cho em cái công thức là bánh chuối chiên đậu xanh cốt dừa, em cho luôn. Nói chung em thiệt tình em cho hết. Rồi bắt đầu cái chị về tới nhà, cái em nói chung là mình chỉ ở xa, mình không có biết có chiên hay không, em cũng không biết. Nhưng tới khi em đòi tiền, chị nói là chị trả tiền hộp bánh tiêu 200 ngàn thôi. Thôi mình là một cái thông điệp để mình gửi tới là Việt Nam mình á có một cái có câu như thế này nè, người ta gọi là tôn sư trọng đạo. Không thôi người ta nói là một chữ thì cũng là cái người dạy mình, mà nửa chữ thì cũng là cái người dạy mình. Thì cho dù thế nào mình cũng cần phải có cái sự tôn trọng, đúng không? Ví dụ giống như bay nè, mình học của một cái chị ở bên Campuchia, và lúc nào mình cũng có cái sự tôn trọng với người ta. Thì thông qua đây, kênh Trầu Bò Review cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là mình cần phải có cái sự tôn trọng đó trong cái truyền thống cũng như là cái cách đối xử giữa mọi người với nhau. Còn cái chị này chỉ về đó thì thôi mình có một cái lời khuyên thôi, chị đừng bán cho cái này nữa, chị chuyển qua chị bán bánh tráng đi là vừa, lật qua lật lại nhâm. Mà vấn đề là chị đi về dưới đó chị vẫn bán loại bánh này em chị luôn. Bởi vậy. Nhưng mà chị là chơi nha, chị nói chị không có bán bánh chuối chiên Campuchia. Chỉ làm mỗi bánh tiêu không mà trả tiền mỗi bánh tiêu thôi. Ủa là sao? Trong khi đó công thức ghi hết luôn. Cái em bực mình lên thì em cũng có nói một vài câu nặng lời. Thì chị mới nói với em như thế này, 300 ngàn đó không còn em chuyện này nữa. Coi như 300 ngàn đó mua công thức bánh chuối Campuchia. Trời ơi, nghe buồn lắm. Buồn chứ. Thôi kệ, không sao hết trơn á. Cái này giống như là mình đừng nghĩ nhiều nha. Cho mọi review cũng chúc cho quán của mình đó là vô tay bán đó. Mà ví dụ như mà ai mà có học của mình đó, người nào cũng là vui vẻ, tốt bụng hết trơn. Bởi vì May có rất là có cái tâm. Và thường thường đó, nãy giờ nói chuyện với lại chị May mà có một chút thôi, nhưng mà cảm thấy cái sự mà thẳng tính của chị May ở đây nè, tới đâu chắc cũng thẳng tính vậy hết không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà được cái em không có đỡ buồn. Những cái người nào mà thẳng tính đó, là những cái người rất là thật tình, nói là làm, ở đâu cái gì ra cái đó. Mà đã chỉ không nhận chỉ thì thôi, đã chỉ là coi như mình không thể nào chỉ khác được, mình phải chỉ thật tình. Có nóng tính quá rồi la mọi người trong lúc mà mọi người học mà lỡ tay làm sai gì không?
Ờ, có nha. Có đó. Vậy hả? Nổi quậu luôn á. Vậy hả? Đâu la thử, thí dụ như giờ cho bà làm sai chết rồi, cái này ngoài không đúng rồi, giờ sao? Giờ chị May ơi, giờ cứu cứu bồ đi. Bỏ đi, đừng có hồng nữa, đi vô kia đó. Đó. Thôi đứng coi hồi nó làm lại nha. Nhưng mà chị... nói rồi là rồi, chỉ nói là vẫn chị. Thôi, đúng không? Chị vẫn chỉ toàn tình chứ mình không có giấu. Rồi mình tức như vậy nhưng mà mình phải cố gắng, giống như là mình làm sao để cho người ta hiểu ra được cái vấn đề nó nằm ở đâu. Bởi vì có nhiều cái đó nói không có đủ, mà giống như là cần phải sự quan sát, rồi cần cái sự gọi là người ta hiểu ra người ta mới làm được. Nên là lúc nào cũng cố gắng muốn cho người ta hiểu ra cái vấn đề để làm được trái chuối cho nó ngon, cho nó đúng vị, đúng không May? Dạ đúng rồi. Tại vì nhiều khi người ta học xong người ta về người ta chiên không được á, mình cảm thấy bực bội lắm. Mình thấy chưa có đủ cái chỉ của mình, đúng chưa? Dạ đúng rồi. Nhiều khi người ta giống như bây giờ em chiên được, em biết là cái hồi em mới chiên á cái bánh nó xấu, nhưng mà kiểu bây giờ mình chiên quen tay bánh nó đều nó đẹp á, mà tới khi bây giờ học trò lên chiên mà cái bánh nó cong cong quẹo quẹo nó ấp nhơ ấp nhấp vô, em nhìn em rất là khó chịu, là em không bao giờ bán cái bánh đó, để đi ra ngoài hoặc là đi cho coi như phải là lên đẹp thì là mới bán đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Chiên bánh tiêu hay bị đen dầu nên lúc nào cũng phải có một cái lọc dầu. Ý là như vậy nè, tại vì á kinh quy quay rất là nhiều chỗ, nhưng mà thường thường sẽ thấy là như vậy, để mà quán mà mình làm chuyên về bánh chuối á thì hình như là cái dầu nó hơi khác, còn quán mà chiên về bánh tiêu hoặc là do chấu quẩy đó thì người ta sử dụng cái dầu khác. Dạ cái đúng điều rồi đó là có đúng không vậy? Đúng tại vì chiên cái bánh chuối á làm chiên dầu nào cũng được, nhưng mà tốt nhất là nên chiên dầu Minh Hê. Còn cái bánh tiêu á hoặc là cái bánh cháo quẩy đó thì anh phải sử dụng dầu không màu. Không có mùi chứ không phải là không màu, màu nó rất là lợt. Nhưng mà dầu đó là dạng như dầu không có mùi, nó có cái mùi gì á, lạ quá. Nó giống dầu dừa kiểu như vậy. Thì chiên cái bánh tiêu hoặc là chiên cái bánh cháo quẩy á thì cái độ vàng độ đen dầu sẽ đỡ đi. Còn như anh chiên bánh tiêu là anh chiên như thế này là anh là không chiên được. Không chiên được. Em cũng lấy dầu này chứ lộn, dầu kia em hết rồi. Nhưng mà em chỉ đổ có một tí dầu thôi. Em chiên một lớp bánh tiêu đó xong là cái dầu đó em bỏ luôn. Chứ em không sử dụng chiên bánh chuối. Tại vì sẽ không chiên được, không chiên được cái dầu đó luôn. Khó quá ha. Dạ đúng rồi. Trời, thấy mấy bánh này rồi giờ một số bà nội trợ tưởng cứ là đơn giản rồi mua về rồi làm thôi mà. Thì đi nhiều mới thấy là không thể nào mà ở nhà có thể là chiên một cái bánh chuối chiên giống như ngoài tiệm được. Nó hồng lên đều nè, em cũng không cần kích, không còn gì hết. Rồi cái mình cứ để như vậy, cái từ từ là nó sẽ lên màu. Dạ. Lên màu vàng lên. Mà cái màu là đúng của màu chuối chiên cam là phải đậm như vậy. Dạ đúng rồi. Còn không thì anh sẽ không ăn được. Lạ quá hả? Dạ, đã mời anh ăn thử một cái. Như là không biết có dòng họ với lại diễn viên nghệ sĩ không? Sao giọng giống như là một cái diễn viên... cái giọng nó rất là khàn khàn và rất là đặc trưng, giống như một cái diễn viên chị hay coi trên TV á. Cái gì Linh, Kiều Linh mà. Phải chị Kiều Linh không ta? Đúng rồi. Em mà dòng họ với chị đó, giờ này em dấn tân vô showbiz rồi. Không có đứng đây chuyên chú chi. Hỏi chị Kiều Linh ơi, chị có coi cái clip này á, chị vô đây chị nhận bà con giùm em hộ cái. Biết đâu được, là chị nghe xong á chị thấy giống quá chị lại đây chị mua chuối chiên chị ăn, chị quảng bá cho mình luôn đó. Ca sĩ gì ta mua liên tục luôn à. Cái gì mà ca sĩ thời xưa mà hát bài Lương Gia Huy đó, cả chở vợ luôn nha. Cứ 2-3 ngày là bắt đầu ghé lại lấy bánh ăn. Mà không mua ở đâu hết, chị mua đúng một tiệm của em rồi. Hay dạ. Xin chụp hình bóng cho. Cho em chụp tấm hình, nó đẹp trai lắm, ngoài đẹp trai lắm. Wow. Thấy vậy cũng vui quá ha. Chụp hình mà không cho. Thì không biết là bên quán của May có làm bột sẵn để bán cho người ta không? Dạ có. Em có bột sẵn luôn. Là em chiên bán sao là em sẽ bán như vậy. Ví dụ như mấy chị ở gần á, muốn mua bột nước về chị nhúng chiên thôi, cũng có nữa. Hoặc là muốn trải nghiệm mà về tự quấy bột tự ủ á, cũng có luôn. Là ở đây em có bán cả bột bánh tiêu, với lại cả bột chiên khoai nè, bột chiên tôm nè, với lại bột làm bánh chuối này. Hoặc là không thì mấy chị muốn mua chuối đậu xanh cúc dừa cũng có, nhưng mà phải đặt trước. Tại vì cái đó thì hơi cực.
đậu xanh rồi phải nấu, rồi phải ngà, phải đồ này kia mới bán được. Những cái công đoạn, những cái đó là mình đã nắm rầm hết trơn rồi. Dạ, nhưng là ai rồi. Có nhu cầu là mình có thể là cung cấp cho mọi người thôi. Dạ. Vậy thì nếu mà muốn cung cấp như vậy á, thì có thể liên hệ với lại May qua số điện thoại như thế nào? Số điện thoại em là 0355 210639. Thì em ship toàn quốc. Muốn mua bao nhiêu cũng có. Hay quá. Giá bột mình có công bố luôn được không? Dạ được. Ở đây bột bánh tiêu là em chỉ có bán là 45 ngàn một ký. Còn bột chuối Campuchia là 60 ngàn một ký. Mua nửa ký hoặc là mua theo muốn em pha sẵn nước như thế này để đem về cũng có. Cũng vẫn là giá đó luôn. Wow. Thì thôi mình không rành lắm, nhưng mà ví dụ như một ký như vậy á, là mình có thể là chiên ra được bao nhiêu trái? Một ký là chiên khoảng được 30 cái. À, 30 cái. Dạ đúng rồi. Là 2 ký bột là sẽ được đầy một thau như thế này. Đầy một thùng như thế này. Thùng này là 5 lít. Rồi mình 5 để, lít, mình 10 để lít vô bột như vậy sẵn là mình chuyển cho mọi người luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Dù như có nhiều chị là không có biết cách thủ á, là vô đây là mua mình cứ đổ lên ký mình cân. Đó là chị muốn mua nửa ký thì khoảng một ký mấy nước á, là mình đưa cho chị về nhúng ăn thôi. Rất là dễ. Đem ra vẫn chiên y như lúc mới. Dạ. Nhưng mà nếu như anh chị mà mua cái bột nước này thì về chiên sẵn thì nó sẽ lợi hơn là mua cái này. Anh chiên cái này là khó nhất nè. Không canh được lửa, chỉ một xíu thôi, hoặc là anh để chừng 30 giây thôi là coi như bỏ. Nhưng mà bù lại đó thì là cái hương vị của nó sẽ rất là lạ. Dạ đúng rồi. Giống như là độc đáo vậy đó. Có những cái tiệm mới mở nè thì nói chung là ai cũng vậy, cứ thấy mới mở thì sẽ muốn ăn thử. Thì cái bánh chuối của em anh mua bây giờ anh có thể được 3-4 giờ chiều hoặc 5-6 giờ chiều nó vẫn giòn như thế này. Nó giòn khoảng là bao lâu mình vẫn có thể khoảng là thấy giòn? 4 tiếng. 4 tiếng. Còn trời mưa như thế này khoảng chừng 2 tiếng thôi. Còn trời mình như thế này để được 4 tiếng. Nó ráo quá. Dạ để được 4 tiếng thì nó không có, nếu như mà nó mềm là không phải là nó mềm nhung, kiểu như là nó vẫn mềm mà mềm kiểu cũng món còn giòn á, anh ăn nó vẫn ngon. Susaday subscribe khởi nhâm cho mốt mày là chào bạn, bạn có khỏe không, tôi tên là May. Các bạn ơi, đây là trái chuối chiên chính hiệu Campuchia chị May vừa mới chiên cho bọn mình nè các bạn. Các bạn thấy cái màu sắc của nó rất là lạ, nhưng mà cái độ giòn á thì phải nói rất là giòn luôn. Mình sẽ vỗ cho các bạn xem cái độ giòn của trái chuối chiên nè. Đây, cái tiếng đầy đặn như thế này là cái vỏ rất là giòn. Còn bên trong trái chuối chiên Campuchia có gì nè? Wow, rất là giòn luôn. Và cái thịt chuối nè, và các bạn, cái màu hơi tím tím lạ nhưng mà vẫn thấy được mật chuối. Rất là phồng giòn nha. Bây giờ mời mọi người nè. Đúng là giòn, ngon. Tan trong miệng. Vị chuối thì ngọt ngào. Cái ngọt có rất là đậm. Còn bột thì cứ quyện vào và tan ở trong miệng á, rất là ngon các bạn ơi. Miếng này cũng vậy luôn. Đều vị cả các chuối luôn. Các bạn hãy ăn đi, bởi vì cái vị nó rất là lạ, khác biệt hoàn toàn với lại chuối mà chiên theo cách truyền thống của Việt Nam. Mỗi một cái ngon một vị, rất là cuốn. Sa canh tê là gì vậy? Có ngon không? Ồ, ngon lắm, trời ơi ngon quá trời luôn. Con ngon quá là tiếng Campuchia nói được không vậy? Rồi ngon quá tiếng Campuchia mình nói sao vậy? Qua này. Chị Mai ơi, đang làm món gì mà hấp dẫn quá vậy? Em làm bánh tiêu sữa. Bánh tiêu sữa hả? Đúng rồi. Cái này là mình học của một anh là ở người Tiêu luôn phải không? Để em nhắc tới cái bánh tiêu này để em kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Một cái hồi em mới làm á, em không có biết làm như thế này. Em cán hết luôn, xong em lấy cái nắp đi nè. Em ịn xuống cho nó tròn cái bánh. Em bỏ lên em chiên. Ủa cái làm như vậy không được hả? Lúc đầu em không có biết cán. Là em không có biết lăn bột như thế này. Không biết cán như thế này. Không có biết. Thấy giờ vậy mới là chuyên nghiệp nè, mới đúng điệu nè. Dạ. Cái bánh này thì nó có một đặc điểm, cái lớp bột áo không có nhiều. Hồi xưa em không có biết làm nó. Không biết nói sao. Đó là cái đứa em đó lên á, nó thấy em lấy cái nắp đó mà ịn một cái mà tròn quá y ra. Nó quay lại nó hỏi em gì nè, ai dạy vậy?
tưởng phương pháp bí truyền ở đâu ha. em quay lại em kêu là tao cán hoài mà nó không có tròn. Vậy thì phải tốn nhiều công sức không, phải là cán bao nhiêu trái mình mới là biết cán được như vậy? Em học nhanh lắm nha. Xuống chỉ em đâu có khoảng nửa tiếng đồng hồ là em biết làm, mà lúc đó làm thì nó không có được đều như vậy thôi. Cái này nếu mình cán á, cái xong cái mình đắp bột ở dưới, còn cái cục bột như vậy nè là mình phải chuẩn bị trước hay là như thế nào mới ra được cái cục bột? Dạ đúng rồi, cái này là anh phải ủ á. Ủ ít nhất 2 tiếng là bắt đầu mình mới làm. Nhưng mà cán thì làm sơ như thế này thôi thì mình không có được dùng lực, mình dùng lực bánh không có ngon. Wow, hay quá. Nếu mà lại đây mà học và coi như biết thêm được thêm cái nghề này nữa cũng hay nữa. Coi như chứ cái này người ta cũng thích ăn lắm á. Thôi anh bỏ người review đi. Đi lên đây học bánh tiêu giờ này. Ủa rồi bỏ người review rồi ai đi review cho mọi người. Trong cuộc sống ai cũng có cái công việc riêng hết mà. Cái này người ta gọi là lớp áo. À. Lớp áo ít thôi, nhờ cái này thì nó có mấy loại lận. Có loại thì người ta làm rỗng ruột lắm. Ở trong chỉ có cái vỏ ngoài thôi. Còn cái này của em lát nữa là đặc ruột. Xí nữa tặng cho mình chục cái mình đem về nhà để nó tối vẫn được. Mọi người thấy cái độ dễ thương chiều chơi của chị May ở đây chưa? Thấy mà tới cái xe này nặng lắm nghe chứ không phải giỡn à. Gió nữa. Đẩy hết một cái âm ra đường bể sạch sẽ luôn, xong bữa đó ngồi khóc. Sao trái chuối đó lại gọi là ngon vậy? Nó tròn, nó vòng đều á. Cầm cái chuối lên nó nặng. Để đây. Wow, chiên bánh tiêu hình như cái là cái lọc dầu nó mịn quá ha. Cái này là để chiên bánh bao. Nhưng bây giờ mình không có sử dụng tới. Cái này. Cái bánh tiêu cũng giống như là bánh chứa chiên, cái nào cũng là làm cái nó phồng lên nhìn thấy đã. Cái bánh này anh chiên mà hồi đầu em không có biết á, em để dòng vậy nè. Cái bánh nó chai. Em mới hỏi là ủa sao cái bánh nó cứng ngắc vậy. Bắt đầu nó mới kêu là ủa dầu sôi vô mà chị bỏ vô. Thì ra chị nghe là biết liền đúng không? Cái em đó được cái là hình chắc là cũng có duyên á. Em học cái này nè nhưng mà tích ở trên Đồng Nai nhưng mà chạy thẳng xuống đây luôn chị. Ê là chị là không có tiền, không có bạc gì hết trơn. Xuống đây là được chị đãi cho mỗi chai nước thôi. Mà xuống dưới đây chị. Chị xong rồi đợt sau có một đợt em làm từ thiện á, em làm thiện nguyện á, là em làm 300 cái bánh tiêu với lại bánh bao là em để đi cho mấy cô già sớm rồi đó. Thì em nó có lên phụ, có lên phụ mà kiểu như chắc cũng có duyên với nhau, chị em có duyên với nhau. Sống mà lâu lâu gặp được cái người hữu duyên cái mình cũng vui hơn nữa. Người ta chị cũng thiệt tình, lên tới nơi anh học mà đã không tốn tiền. Người ta bỏ công, người ta chạy xuống dưới đây rồi chiều người ta lại chạy về, nghĩ làm sao. Cái đó trân trọng lắm đó. Em làm bánh bao cũng vậy, lúc đầu không có biết gói, nó xì tùm lum. Xong mà còn xuống dưới đây, xong mà cầm bánh bao lên chỉ rồi chị phải như này, như này, như này. Được cái là mình dân làm bánh học cũng nhanh. Nhưng mà nói ra đây để mà mình thấy là chị May, nếu như mà cái anh đó, anh thầy đó có nghe thì đã biết được là cái sự trân trọng của người học đối với lại người thầy của mình như thế nào ha. Học cái nghề bánh tiêu, bánh bao, bánh quẩy này á, thông thường một cái nghề người ta dạy cho anh là tới 15-20 triệu. Chứ nó không có giống. Nhưng mà gặp một người mà họ sẵn sàng họ cho anh hết một cái gì đó thì kiểu chắc nghĩ cũng có duyên lắm. Nói vậy thấy không? Phải mình đi giúp người là có người ta giúp lại. Cái đó cái luật nhân quả ở đời không chạy đâu được hết trơn. Cái nghề của em bây giờ nó bạc. Vậy hả? Có nhiều người họ chỉ học ba cái công thức vớ vẩn, bán 50.000 cũng có, 100 cũng có, 500.000 cũng có. Sao mà thấy đủ loại hết trơn vậy? Nhưng mà như vậy thì nó kỳ lắm ha. Dạ. Vấn đề là người ta nhận tiền được của anh rồi anh có chi được cái chuối không ta kệ. Còn mình ở đây là tuy là mình dạy không có giá, em dạy không có giá 500 nha. Em không bao giờ dạy có giá 500, thà 500 em không dạy. Tại vì mình đã chấp nhận mình dạy cho người ta bằng cái tâm rồi là 500.000 nó không có đổi được cái tâm. Em bây giờ là tới tiền triệu trở lên. Em nói thiệt mà giờ ai kêu em dạy mắt em chịu à. Nhưng mà kêu dạy mà giá 500 hoặc là thôi giờ chị bán cho em mấy công thức đi. Em không bán.
bây giờ nó dạy là em dạy cho đàng hoàng cho chị ra nghề luôn không thôi. Coi như cái tiền mình nhận và cái tâm của mình phải đảm bảo được cái người mà người đó phải đúng là ra được cái nghề để mà người ta dùng cái đó người ta sinh sống được, đúng không? Em có một ông chú cũng coi cái kênh của anh mà bây giờ ông bán ở đây không có nhớ. Coi kênh anh, xuống đây học, khi mà học xong á là đi vào Gò Vấp bán. Bán lúc đầu là xin cho em xin cái thương hiệu ghi là chi nhánh 2. Nhưng mà em không có cho. Em kêu không chia cái thương hiệu, em không có chia cho ai hết á. Và là hiện tại bây giờ là bán từ 9 giờ sáng hay 2 giờ chiều vậy đó, không có nhớ lâu đó mà không có liên hệ. Là bán tới chiều là ông bán được gần 400 cây bánh chuối. Rồi. Bán 10 ngàn một cái. Trời, học trò mà bây giờ là làm ăn được hơn rồi đó nha. Rồi. Được hơn cô giáo rồi đó. Chưa đâu. Cái này mới chấn động nữa nè. Cái gì ghê vậy? Có một chị ngoài Bắc. Chị học bánh tiêu. Mà bây giờ ở đây em bán một ngày tính ra được hơn 100 cái nhiêu. Giờ ngày ta bán cũng 400-500 cái. Trời ơi, bánh tiêu một ngày 400-500 cái. Nhiều lắm đó nha. Cái lửa nó sôi. Ủa sao không thấy nó vậy hết, lần sau biết sôi hay vậy? Bốc khói. Nè. Đâu? Không thấy hả? Không, không thấy. Ôi trời ơi, là có đeo gương cái gì. Này chim từ từ cho mấy anh coi. Mình phải đảo á, mình không có được để bánh nó phồng lên. Hồi xưa mới học không biết lấy tay hất dầu vậy nè. Hất chui ra. Thằng nó xuống nó hỏi ai chửi chị vậy? Tại vì con mà không có đi hất lên nhà cái gì chứ mà mình làm từ từ, từ cái mà trực tiếp làm đồ gì á, cái mình biết được là thường thường mỗi người mà mới chiên đồ gì hay phạm những cái lỗi gì lắm ha. Dạ đúng rồi, nên như những cái bánh này chút nữa là ăn ngon lắm chứ. Cái bánh tiêu á thấy hình như là khác với lại cái bánh chuối ở chỗ là mình cứ phải đảo liên tục và rất là đều tay. Dạ, nhưng mà nó nhanh lắm, xí là anh vớt ra à. Còn cái bánh chuối anh chiên rất là lâu. Thời gian mà anh chiên cái bánh chuối là anh chiên cái bánh tiêu này được cả 100 cái. Mỗi một cái nó có cái riêng của nó ha. Cái bánh tiêu thì ngợi về cái mặt là nhanh số lượng, còn cái bánh chuối thì là người ta lại mua ăn cũng rất là nhiều. Ở đây không có, không làm quẩy. Quẩy thì một khác nữa mà không có làm quẩy tại vì không có làm nổi. Nhiều quá. Với lại dân ở đây ăn quẩy, thích ăn quẩy lắm. Mình cũng thí dụ như mà mình kinh doanh thì mình cũng phải tùy theo cái nơi mà cái sở thích của dân địa phương ở đây, đúng không? Dạ đúng rồi. Như lúc đầu ở đây em có nhiều người họ cũng nói mày bỏ miếng thiên chuối á, mày bỏ miếng màu vô đi. Không, nhất quyết không. Bây giờ mấy chị cứ ăn tự quen khẩu vị là mấy chị tự mua. Không bỏ màu là không bỏ quá, quen luôn. Nó phải chiên chiên cái bánh tiêu cái nó phồng lên như vậy ha. Cái bánh tiêu mà bánh tiêu rẻ á, cái bánh tiêu mà rỗng ruột ở trong á, cái bánh nó tròn lắm. Nó tròn giống như là một cái hình vẽ vậy đó. Còn cái của mình là bánh tiêu gì nhưng mà nó lại khác vậy? Bánh tiêu sữa. Thì ở trong nó đặc ruột. Mà em không có hoa tay. Nhưng mà vậy thì mọi người cũng thắc mắc, coi clip sẽ thắc mắc, ủa vậy bánh tiêu rồi còn bánh tiêu sữa, ngay chữ sữa vô cái nó khác là sao vậy? Tại vì bánh tiêu này nó có nhiều công thức. Có người thì họ dạy họ không có cho sữa. Bánh tiêu này có cả trứng gà nha mọi người. Wow, nên có là trứng gà bên trong nữa. Dạ, nhưng ai ăn chay thì sẽ không ăn được. Trứng gà công nghiệp. Cái trứng gà lúc mà mình làm bột mình trộn vô mình đánh lên đó hả? Trộn vô mình đánh lên luôn. Rồi sữa tươi nè, sữa đặc nè. Với lại đường cát trắng. Ủa, đã sữa tươi rồi mà còn phải bỏ thêm sữa đặc nữa. Đúng rồi. Đường cát trắng. Xong bắt đầu lúc nhào cũng vậy. Coi bộ cái bột của bánh tiêu mình bán cũng chất lượng quá ha. Dạ. Thì nghe thôi thì chắc là sữa với lại trứng nó làm cho cái vị bánh chắc rất là béo nghe. Cái của mình là mình lấy theo cái mức mà vừa phải, với lại tùy theo cái hoàn cảnh của cái người học viên đó. Chứ cái độ mà mình đi học cái gì cũng vậy, phải có cái mức độ gọi là
giống như là mình thật tâm với lại cái người mà mình muốn học á, thì lúc đó cái gì nó cũng người ta thấy, người ta cũng trân trọng nữa. Đi học á, thông thường là anh người ta phải nhận hết tiền người ta mới dạy. Còn ở đây không, em cho chia ra trả, có nghĩa ai có điều kiện thì chia ra hai lần. Đó là bây giờ ví dụ như anh học 2 triệu đi, anh chuyển cho em trước 1 triệu là còn 1 triệu khi nào học ra nghề. Mà học ra nghề khi nào bán mà có thu nhập rồi, ổn định trả em. Chứ em không có đòi nha. Wow. Người ta cảm nó khó quá thì cho tới 2-3 lần. À vậy đó hả? Mình thiệt sự ra là có nhiều người nói trời ơi, người ta nghèo khổ mà dạy một cái nghề ta mấy triệu, với cái nghề vài triệu, khi mà mở ra bán được tới vài năm và có hẳn một cái nghề tới cuối đời luôn thì vài triệu đó nó có to không? Em chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nhưng có nhiều người họ có nhắn tin hỏi kỳ lắm. Hồi nhỏ em sống ở đó, nhỏ em sống ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Em sống tới năm 17-18 tuổi, bữa nay em mới vô Sài Gòn. Cái số của mình thuộc dạng số đi á, thấy quá trời chỗ luôn. Em không có ở được với mẹ. Kiểu như là cái số là phải đi xa lập nghiệp đó, không có ở được nhà. Chị Mai ơi, nãy giờ đó thật lòng nè, và chiên chuối, trái chuối chiên rất là lạ mà vị thì phải nói hấp dẫn khó tưởng. Nó có cái gì đó nó nổi trội lên tại vì nó lạ và nó ngon nữa. Thì các bạn mà xem clip thì rất là muốn lại tò mò để ăn thử hương vị này. Và có một số bạn cũng rất là tò mò muốn làm được trái chuối chiên này nữa. Thì không biết là May có lời nào chia sẻ cũng như là tâm sự với lại những cái người có thể tới ủng hộ mình không nè? Dạ có, ở đây là em vẫn nhận học viên hàng ngày, là một kèm một, không đưa vô nhóm. Là anh chị muốn học online cũng được, muốn tới đây học cũng được, thì em sẽ tùy theo hoàn cảnh. Cái mà không hỏi giá trước còn trả giá 5.000 bán không, chứ bữa nay là không nha. Nhiều người đưa luôn 10.000. Mùi hả chị Mai? Hả? Đâu có đâu, 14. Mua 3 cái đi 2 chục. Lên chất luôn rồi. Có nhận học viên là nhận online cũng có, hoặc là em dạy trực tiếp cũng có, nhưng mà em sẽ tùy theo hoàn cảnh. Có nghĩa là bạn nào mà hoàn cảnh khó khăn, nhất là mẹ đơn thân muốn học để có cái nghề để mà nuôi em bé, thì cứ liên hệ với em sẽ theo số điện thoại là 0355 210 639. Nhưng mà cứ nói rõ hoàn cảnh thì em nói trước luôn là em không dạy miễn phí nha, nhưng mà em sẽ giảm, tùy theo hoàn cảnh em sẽ giảm hết mức có thể để em hỗ trợ cho bạn. Thì trong quá trình mà học ra nghề, nếu như ở gần đây thì em sẽ đóng tiệm của em qua em hỗ trợ. Em qua em hỗ trợ bán cho 3 ngày. Đó là những cái gì mà em giúp được em sẽ giúp. Trong cái quá trình hỗ trợ đó thì cái hỗ trợ đó là bao gồm những cái gì vậy, cũng tò mò một chút xíu. Em hỗ trợ em sẽ đứng chiên luôn, tại vì có nhiều người mới ra nghề chiên ra sẽ bị rung. Là sẽ không làm được. Thì em vừa đứng chiên vừa cho bạn đó đứng chiên. Đó là sẽ có thêm cái nhiều cái kinh nghiệm nữa là trong khoảng 3 ngày. Thì khi nào mấy bạn ra nghề thì thôi. Thì ở đây thì em nếu như mà học toàn bộ luôn thì em sẽ hỗ trợ tặng cho công thức là khoai sa cơ chiên với lại khoai lang chiên. Đó. Còn ví dụ như mà bạn nào mà cũng có từng làm chuối chiên rồi nhưng không có công thức á, mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là em tặng miễn phí. Riêng về công thức khoai lang với lại ấy là em tặng miễn phí, không có lấy tiền. Thì cũng mong là mấy bạn tới đây ủng hộ mình ha. Xin chào review cũng có một cái lời cảm ơn tri ân tới chị May nha. Có một con người rất là thẳng thắn nhưng mà thực tế là rất là tốt bụng các bạn. Nên các bạn còn chờ gì nữa mà không lại thưởng thức nè, hoặc là liên hệ với chị Nhiên để có thể chị May. Liên hệ với lại chị May để có thể làm được cái trái chuối chiên Campuchia rất là độc đáo nha. Rồi, và đừng quên theo dõi kênh Châu Bò Review để biết thêm nhiều quán ăn ngon trên mọi miền đất nước luôn, và tiếp xúc được với lại rất là nhiều chủ quán dễ thương như là chị May của chúng mình nè nha. Rồi mình xin gửi lời chào tới mọi người một lần nha. Yeah, bye bye mọi người. Chào lỡ mọi người. Mà có tới đi học mà mình nóng tính quá thì mọi người thông cảm nha. Chào mọi người nha.